Trung Quốc đầu độc Việt Nam và cả thế giới bằng 5 loại nông sản siêu kinh dị này. Kinh hoàng 5 loại nông sản, thực phẩm siêu bẩn mà bạn không thể tin đang được Trung Quốc đầu độc Việt Nam và cả thế giới. Nông nghiệp 4. Xin chào các bạn. Bạn đã từng nghe đến những thông tin về trứng giả, gạo giả hay dầu ăn làm từ cống rãnh ở Trung Quốc bao giờ chưa? Mỗi lần nhắc đến, cả thế giới phải dùng mình và trở nên cẩn trọng với những loại nông sản, thực phẩm made in China. Thậm chí nó còn gây ra làn sóng bài chung ở toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bạn có phải là một người ác cảm với thực phẩm Trung Quốc? Hãy để lại bình luận thể hiện mức độ tin tưởng của bạn khi lựa chọn và sử dụng hàng hóa, thực phẩm xuất xứ từ Trung Quốc nhé! Hôm nay Nông nghiệp 4. Sẽ vạch trần 6 loại nông sản, thực phẩm siêu kinh dị đến từ Trung Quốc. Hãy xem đến cuối video để biết chúng là những thứ gì nhé! Và đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách nhấn đăng ký kênh. Số 1. Trứng gà giả Trung Quốc. Trứng gà là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong căn bếp của mọi gia đình. Nhưng bạn có biết những quả trứng gà cũng có thể bị làm giả không? Một người dân ở Hà Nội phát hiện một quả trứng lạ. Khi luộc lên, lòng đỏ trứng gà dẻo quánh, móp mạnh không vụn vỡ mà chỉ nứt ra như bị rách. Lấy lửa đốt thì trứng bắt lửa, cháy xèo xèo, khét lẹt như mùi nhựa cao su. Khi người này công bố thông tin trên mạng xã hội, nhiều người cho biết cũng từng mua phải quả trứng như vậy. Rất có thể những quả trứng này không do gà đẻ ra mà do chính bàn tay con người tạo ra. Nếu bạn vẫn chưa tin thì ở Trung Quốc, thậm chí có rất nhiều công ty công khai quảng cáo trên mạng về việc chuyển giao công nghệ làm trứng gà giả. Những quả trứng gà giả có giá thành cực thấp, công nghệ đơn giản và sản phẩm làm ra hoàn toàn có thể tạo ra sự thật giả lẫn lộn trên thị trường. Những loại nguyên liệu chủ yếu cần chuẩn bị là muối, canxi carbonat, vôi tôi, màu thực phẩm và sáp ong. Phương pháp làm trứng gà giả gồm 3 bước: tạo lòng trắng, lòng đỏ, cố định lòng đỏ và đưa lòng đỏ vào trong lòng trắng, bọc vỏ cho trứng. Hỗn hợp tạo lòng đỏ được đưa vào những chiếc khuôn hình cầu có đường kính tương đương với lòng đỏ trứng gà thật và nhúng thật nhanh vào nước vôi. Mặt ngoài của lòng đỏ trứng gà nhanh chóng hình thành một màng định hình trong suốt. Khoảng 1 phút sau, lòng đỏ trứng gà chính thức thành hình. Đem lòng đỏ đặt vào bên trong lòng trắng, lúc này quả trứng gà giả không khác gì một quả trứng gà thật đã được bóc vỏ. Bước cuối cùng được hoàn thành bằng cách dùng chỉ xuyên qua quả trứng gà giả chưa có vỏ, rồi nhúng vào hỗn hợp tạo vỏ trứng, điều chế từ sáp ong và canxi vài lần và làm khô vỏ ngoài bằng gió nhẹ trước khi cho cả quả trứng gà giả vào nước lạnh để rút chỉ và định hình, kết thúc quá trình làm ra quả trứng gà giả hoàn chỉnh. Loại trứng gà này có các đặc điểm vật lý không khác gì loại trứng thông thường, chỉ to hơn trứng gà công nghiệp của Việt Nam một chút. Trứng gà giả không có một dưỡng chất nào và kèm theo vô số nguy cơ khi ăn phải các loại hóa chất công nghiệp. Bạn đã từng mua phải những quả trứng gà giả kỳ lạ như thế này bao giờ chưa? Hãy chia sẻ kinh nghiệm chọn trứng gà của mình dưới phần bình luận để mọi người tham khảo và học hỏi nhé! Số 2. Gạo Trung Quốc làm từ nhựa. Nếu trứng gà giả Trung Quốc chưa đủ khiến bạn rùng mình thì gạo giả sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Gạo cũng có thể làm giả được ư? Thông tin gạo giả sản xuất tại Trung Quốc tràn khắp châu Á khiến người tiêu dùng hoang mang. Một tờ báo ở Singapore đã đăng tải thông tin tố cáo Trung Quốc sản xuất gạo giả độc hại để bán ra toàn thế giới. Gạo nhựa được làm từ khoai tây, khoai lang nghiền nát và nhựa tổng hợp, sau đó trộn lẫn vào nhau rồi ép khuôn thành hình như hạt gạo thật. Tuy nhiên, chúng rất cứng sau khi nấu và ăn vào có cảm giác khó tiêu. Nếu nấu cháo thì xuất hiện màng nhựa. Các chuyên gia y tế và dinh dưỡng cảnh báo, ăn gạo giả có thể dẫn đến tử vong hoặc bị hủy hoại nghiêm trọng hệ tiêu hóa. Có thông tin cho rằng ăn 3 chén cơm nấu từ gạo giả tương đương với việc cho vào bụng một túi ni lông. Nhưng do gạo giả mang đến lợi nhuận khổng lồ nên nó vẫn được bán tràn lan. Gạo nhựa Trung Quốc được cho là đã có mặt tại những vùng nông thôn ở châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Singapore và Việt Nam. Vậy nên hãy cẩn trọng khi mua gạo có xuất xứ từ Trung Quốc nhé. Gạo Việt chúng ta vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất lượng, thơm ngon, đúng không các bạn? Nhưng gạo nhựa vẫn chưa là gì so với thứ siêu bẩn kinh dị tiếp theo. Số 3. Dầu ăn cống rãnh. Mình muốn cảnh báo trước các bạn không nên ăn uống bất cứ thứ gì khi đang xem video này, vì sự đáng sợ của dầu ăn làm từ nước cống rãnh ở Trung Quốc có thể khiến bạn bị ám ảnh đến già. Những thùng dầu ăn nâu bóng hóa ra được tinh chế lại từ nước cống, nước rác. Ước tính công nghệ đáng sợ này đã mang lại 1/10 số lượng dầu ăn cho Trung Quốc, chủ yếu được các nhà hàng hoặc người bán rong sử dụng. Những người đi vớt chuyên nghiệp sẽ mang xô chậu tới gần cống, rãnh nước thải của các nhà hàng, quán ăn, quán cơm để múc lớp bọt, váng dầu lẫn thức ăn thừa để mang về chế biến. Trong những cái thùng bể cáu bẩn như thế này,
Nước thải được đun nóng để dầu nhẹ lẫn thức ăn thừa nổi lên, lọc ra, chắt riêng lấy lớp chất nhầy bẩn. Dầu lọc thu được tiếp tục qua chắt lọc lần nữa và đổ vào thùng dự trữ, chuẩn bị xuất xưởng. Hàng triệu tấn dầu bẩn như vậy đã quay trở lại bàn ăn của người Trung Quốc. Loại dầu này không chỉ bẩn mà còn chứa vô số chất độc hại và các chất có khả năng gây ung thư. Giới chức y tế xác nhận 12 quốc gia và vùng lãnh thổ đã nhập khẩu sản phẩm làm từ dầu ăn rác thải, bao gồm Việt Nam, Mỹ, Pháp, Australia, New Zealand, Brazil, Chile, Argentina, Nam Phi, Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc. Không ai biết số dầu cống rãnh bẩn đó đã đi đến đâu. Rất có thể chúng ta cũng chính là nạn nhân của dầu ăn bẩn lúc nào chẳng hay. Gia đình bạn đang dùng mỡ động vật hay là thực vật? Bạn có chắc là mình đang sử dụng loại dầu mỡ an toàn? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Số 4. Trái cây Trung Quốc chứa ổ virus. Có thể thấy Việt Nam không phải là nạn nhân duy nhất của thực phẩm, nông sản bẩn từ Trung Quốc. Rất nhiều quốc gia khác cũng phải chịu hậu quả khủng khiếp khi tiêu thụ nông sản của Trung Quốc. Hơn nửa triệu người Úc đứng trước nguy cơ nhiễm viêm gan A sau khi tiêu thụ các sản phẩm trái cây đóng gói xuất xứ Trung Quốc. Hơn 70.000 gói trái cây Trung Quốc của công ty Patty's Foods bán mỗi tuần tại Australia được cho là nguồn virus gây bệnh gây viêm gan A cho những người ăn phải. Viêm gan siêu vi A lây qua tiếp xúc với các nguyên liệu đã bị ô nhiễm bởi phân của người bệnh. Bệnh không đe dọa tính mạng nhưng có thể trở nặng ở người lớn tuổi, người bệnh gan mãn tính và người có hệ miễn dịch kém. Một làn sóng kêu gọi không sử dụng quả mọng đóng gói nguồn gốc Trung Quốc đã lan rộng trong nước Úc. Ở Việt Nam, hoa quả Trung Quốc nhập lậu cũng nhiều lần bị phát hiện chất độc hóa học có thể gây ung thư. Bạn và gia đình, người thân có đang hàng ngày tiêu thụ trái cây Trung Quốc? Hãy gửi ngay video này đến gia đình của mình để mọi người cùng nâng cao cảnh giác nhé. Số 5. Mực cao su. Hết gạo nhựa đến trứng giả, nông sản Trung Quốc thực sự quá rùng rợn. Vậy bạn đã biết đến món mực giả làm từ cao su? Mình nghĩ mực giả từ cao su là thông tin không còn quá mới mẻ với chúng ta, đúng không nào? Công nghệ làm mực giả này đã xuất hiện ở Việt Nam. Mực giả bằng cao su có phần lưng màu đỏ tía, luộc lâu màu vẫn không phai. Khi chưa luộc, mực có độ đàn hồi rất cao, co giãn mạnh khi dùng tay kéo. Đặc biệt khi nướng, mực không cong vào tự nhiên mà vẫn thẳng đuột, có mùi cháy khét chứ không thơm. Nếu nhìn bằng mắt thường, ít ai có thể phân biệt được, mà chỉ khi chế biến, mực giả mới lộ mặt. Ở Trung Quốc từng xảy ra nhiều vụ người dân phản ánh qua đường dây nóng việc họ mua phải một loại cá có mùi nhựa, nghi ngờ là cá giả được làm từ chất keo, giá bán chỉ bằng 1/3. Những con cá này có độ dai hơn bình thường, dùng tay bóp không nát, kéo mạnh mới đứt. Đặc biệt, khi được hơ trên lửa, phần đuôi cá nhanh chóng teo lại nhưng thân cá gần như không biến đổi. Xem đến đây, dám chắc mọi người đã phải nổi hết da gà. Chỉ vì lợi nhuận mà người Trung Quốc không ghê tay làm ra trứng giả, gạo giả, dầu cống rãnh để đầu độc cả thế giới. Đó là một tội ác chống lại loài người mà chúng ta không thể tha thứ. Bạn nghĩ gì về câu chuyện nhức nhối này? Thế giới cần có biện pháp mạnh tay nào để người Trung Quốc ngừng làm ra những nông sản bẩn? Hãy bình luận phía bên dưới suy nghĩ của bạn nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Hãy để lại một like, ấn đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Nông nghiệp 4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.